Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry cũng như series Hải chiến Trường Sa 1988. Tập 4 ngày hôm nay sẽ tiếp nối những diễn biến ở Tam Giác, Colin, Landau và Gạc Ma. Trong những tháng đầu năm 1988, lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, chiếm giữ đá Chữ Thập ngày 31 tháng 1, đá Châu Viên ngày 18 tháng 2, đá Ga Ven ngày 26 tháng 2, đá Tư Nghĩa, tức đá Huy Gơ, ngày 28 tháng 2, đá Subi, ngày 23 tháng 3. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí, khí tài ra đóng giữ tại đá Tiên Nữ, ngày 26 tháng 1, đá Lát, ngày 5 tháng 2, đá Lớn, ngày 6 tháng 2, đá Đông, ngày 18 tháng 2, đá Tốc Tan, ngày 27 tháng 2, đá Núi Le, ngày 2 tháng 3. Bước đầu đã ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của Hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự kiến, Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và một số đảo khác. Căn cứ vào tình hình xung quanh khu vực Trường Sa, Hải quân Việt Nam nhận định Gạc Ma giữ vị trí quan trọng. Nếu để Hải quân Trung Quốc chiếm giữ thì họ sẽ khống chế đường tiếp tế của Việt Nam cho các căn cứ khác tại quần đảo Trường Sa. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân hạ quyết tâm đóng giữ các đá Gạc Ma, Colin và Landau. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng giao cho Lữ đoàn Vận tải 125 cử lực lượng thực hiện nhiệm vụ này. Trong khi đó, Hải quân Trung Quốc sau khi đưa quân chiếm đóng các dạng san hô Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa cũng đang có ý đồ chiếm giữ ba đá Gạc Ma, Colin và Landau. Đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động ở đây thường xuyên lên 9 đến 12 tàu chiến, gồm 1 tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu hộ vệ pháo, 2 tàu đổ bộ, 3 tàu vận tải hỗ trợ LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và một pông tông lớn. Trước tình hình đó, ngày 31 tháng 3, Tư lệnh Hải quân Việt Nam lệnh cho vùng 4, Lữ đoàn 125, Lữ đoàn 146, các hải đội 131, 132, 134 của Lữ đoàn 172 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Bộ Tư lệnh Hải quân điều động 41 tàu thuyền và phương tiện nổi của Lữ đoàn 125, Cục Kinh tế, vùng 1, 3, 5 Hải quân, Trường Sĩ quan Hải quân Việt Nam, nhà máy đóng tàu Ba Son đến phối thuộc khi cần thiết. Lúc 19 giờ ngày 11 tháng 3, tàu HQ604 rời quân cảng Cam Ranh ra đá Gạc Ma để thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch CQ88. Trên đường đi, sáng ngày 13 tháng 3, tàu ghé đá Lớn để chuyển lệnh từ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho tàu HQ505 đang đưa công binh tới đá Lớn. Ngày 12 tháng 3, tàu HQ605 thuộc Lữ đoàn 125 do thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn chỉ huy đang làm nhiệm vụ ở đá Đông được lệnh đến đóng giữ đá Landau trước 6 giờ ngày 14 tháng 3. 11 giờ ngày 13 tháng 3 thì tàu có mặt tại đá Tốc Tan, cập mạn tàu Đại Lãnh gặp phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 là Võ Tiến Cai để nhận nhiệm vụ cụ thể. Sau 29 tiếng hành quân, tàu 605 đến Landau lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3 và cắm cờ Việt Nam trên đá san hô này. Thực hiện nhiệm vụ đóng giữ Gạc Ma và Colin, 9 giờ ngày 13 tháng 3, tàu HQ604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và tàu HQ505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ được lệnh từ đá Lớn tiến về phía Gạc Ma, Colin. Phối hợp với hai tàu HQ505 và HQ604 có hai phân đội công binh gồm 70 người thuộc Trung đoàn Công binh số 83, 4 tổ chiến đấu gồm 22 người thuộc Lữ đoàn 146 do Trần Đức Thông, phó lữ đoàn trưởng chỉ huy và 4 chiến sĩ đo đạc của đoàn đo đạc và biên vẽ bản đồ thuộc Bộ Tổng Tham mưu. 16 giờ 20 ngày 13 tháng 3, tàu HQ604 đã đến địa điểm thả neo cách đảo Gạc Ma chừng 100m. Sau khi tàu thả neo được 30 phút thì tàu hộ vệ tên lửa 502 của Hải quân Trung Quốc từ đá Huy Gơ, tức đá Tư Nghĩa, chạy về phía Gạc Ma. Có lúc đôi bên chỉ cách nhau chừng 500m. 17 giờ ngày 13 tháng 3, tàu Trung Quốc đã áp sát tàu HQ604 và dùng loa gọi sang thông báo đây là lãnh hải của Trung Quốc và yêu cầu bộ đội Việt Nam phải rời khỏi. Tàu HQ604 cũng đáp trả lại và yêu cầu tương tự. Sau khoảng 30 phút thì tàu Trung Quốc đã bỏ đi về phía Tây, cách đó từ 5 tới 6 hải lý. Bị uy hiếp, tàu HQ604 vẫn kiên trì neo giữ cạnh đá Gạc Ma.
trước tình hình căng thẳng do Hải quân Trung Quốc gây ra. Lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị cho Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ, chỉ huy bộ đội quyết tâm giữ vững các đá Gạc Ma, Cô Linh. Tiếp đó, Bộ Tư lệnh Hải quân chỉ thị cho lực lượng công binh khẩn trương dùng xuồng chuyển vật liệu xây dựng lên đá ngay trong đêm ngày 13 tháng 3. Thực hiện mệnh lệnh, tàu HQ-604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 đã chuyển vật liệu xây dựng lên đá Gạc Ma. Tiếp đó, lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Việt Nam và triển khai 4 tổ bảo vệ đá. Lúc này, Trung Quốc điều thêm 2 hộ vệ hạm trang bị pháo 100 ly đến hỗ trợ lực lượng đã đến từ trước, yêu cầu phía Việt Nam phải rút khỏi đá Gạc Ma. Ban chỉ huy tàu 604 họp nhận định Trung Quốc có thể dùng vũ lực can thiệp và quyết định chỉ huy bộ đội bình tĩnh xử trí, thống nhất thực hiện theo phương án tác chiến đề ra và quyết tâm bảo vệ Gạc Ma. Chỉ huy trận Gạc Ma của Trung Quốc lúc đó là tham mưu trưởng căn cứ Du Lâm Trần Vĩ Văn trong hồi ký của mình cho biết, lúc đó cấp trên truyền đạt nguyên tắc chiến đấu được tổng kết thành 5-0 một đuổi. 5-0 nghĩa là không chủ động gây sự, không nổ súng trước, không tỏ ra yếu đuối, không chấp nhận thua thiệt, không để mất thể diện. Một đuổi là nếu quân địch chiếm các đảo đá của ta thì phải lập tức đuổi địch. Sau khi xảy ra sự kiện này, chúng ta cũng có chủ ý tránh đề cập, tuyên truyền trong nước không nhiều. Thế nhưng trận chiến này lại trở thành nỗi đau khó có thể hóa giải trong lòng người Việt Nam về quan hệ với Trung Quốc. Trước sức ép từ hạm đội hùng hậu của đối thủ, các tàu HQ-505 và HQ-604 của Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ. 7 giờ sáng ngày 14 tháng 3, các tàu chiến của Trung Quốc đã triển khai đội hình để tấn công các tàu HQ-505 và HQ-604 của Việt Nam. Xét về lực lượng, Trung Quốc chiếm ưu thế hoàn toàn. Họ có 3 tàu chiến chuyên dụng, trang bị đầy đủ hỏa lực đại bác cỡ lớn, có thể bắn vào mục tiêu từ tầm xa trên 20 km. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải không vũ trang hoặc là vũ trang kém, chỉ có súng cá nhân như AK-47, RPG-7 để trang bị cho thủy thủ, tầm bắn chỉ được vài trăm mét. Khi xảy ra hải chiến, tàu Trung Quốc có thể đứng từ xa và nã đạn vào tàu Việt Nam mà không bị đối phương bắn tới. Phía Việt Nam thì không thể tấn công tàu Trung Quốc do không có pháo mà chỉ có thể dùng vũ khí cá nhân để bắn xuồng đổ bộ, ngăn Trung Quốc đổ quân lên chiếm đảo. Và thực tế, trận đánh diễn ra đúng như vậy. Chiến sự tại Gạc Ma. Khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 3, một bộ phận công binh trên tàu HQ-604 được lệnh xuống đảo, tìm và lựa chọn địa điểm xây dựng công trình. Họ cũng chôn một cái cột để làm cột cờ để khẳng định mốc chủ quyền. Đến 5 giờ thì 5 người gồm Thượng úy Nguyễn Mậu Phong, chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, Trung úy Trần Văn Phương, chỉ huy phó đảo, Lê Hữu Thảo, Hoàng Văn Trúc và Đậu Xuân Tư mang 2 khẩu AK xuống đảo làm nhiệm vụ giữ cờ và bảo vệ cho công binh xây dựng. Trên tàu, Trung tá Trần Đức Thông gọi các đơn vị thức dậy chuyển vũ khí dưới hầm tàu lên lau chùi để chuẩn bị chiến đấu nếu Trung Quốc nổ súng trước. Khoảng 6 giờ sáng ngày 14 tháng 3, khi tổ cắm cờ và giữ cờ gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ 4 tàu khu trục và hộ vệ tên lửa của Trung Quốc chạy tới. Một tàu thì đậu ở xa, còn 3 tàu thì áp sát chừng 200 đến 300 mét. Tàu Trung Quốc đã chĩa súng vào tàu HQ-604 và bộ đội Việt Nam, đe dọa và yêu cầu tất cả rút khỏi đảo. Thế nhưng, công binh Việt Nam vẫn làm việc bình thường, chèo thuyền và chở vật liệu ra đảo xây dựng. 6 giờ 30 phút, tàu Trung Quốc đã thả xuồng máy đổ bộ lính có trang bị vũ trang xuống đảo, gồm 1 viên chỉ huy mang súng ngắn và 48 lính mang AK, 1 lính mang điện đàm. Lính Trung Quốc đã bao vây theo thế vòng cung, men theo bãi san hô. Những chỗ vòng vây gần nhất, hai bên cách nhau chỉ chừng có 1 mét. Các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đứng thành hình vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc. Ngay lúc đó, thì chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông đã ra lệnh cho các thủy thủ từ tàu HQ-604 tiến về bảo vệ bãi để hình thành tuyến phòng thủ, hỗ trợ đồng đội trên đảo, không cho đối phương tiến lên. Tổ cắm cờ và giữ cờ Việt Nam gồm 5 người và khoảng 20 chiến sĩ công binh. Do đang làm nhiệm vụ xây dựng nên chỉ có 2 khẩu AK-47. Gần 40 chiến sĩ trên tàu HQ-604 xuống bãi hỗ trợ đồng đội cũng chỉ mang theo một số dụng cụ như xà beng, cuốc xẻng. Thế nhưng họ vẫn rất cố gắng để bảo vệ cờ
trước lính Trung Quốc. Hai bên giằng co nhau bằng tay không một hồi. Sau đó, sĩ quan Trung Quốc cầm súng lục đã nổ súng bắn chỉ thiên, thế nhưng không hề có tác dụng. Phía Trung Quốc bắt đầu hành động mạnh tay hơn. Lính Trung Quốc đã nổ súng bắn tử thương Trung úy Trần Văn Phương, rồi dùng lê đâm và nổ súng bắn bị thương hạ sĩ Nguyễn Văn Lành. Theo báo Việt Nam, trước khi hy sinh, Trần Văn Phương đã hô to: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của quân chủng Hải quân." Do Hải quân Việt Nam không chịu rút khỏi đá, tốp lính Trung Quốc trên đảo đã rút về tàu. Hai chiến hạm 502 và 531 lúc này đã lập tức khai hỏa. Hỏa lực gồm đủ loại, từ trọng liên 12 ly 7, pháo 37 ly cho tới cả pháo 76,2 ly, pháo 100 ly, có cả dàn ống phóng rocket 12 nòng bắn vào tàu HQ-604 và cả lính Việt Nam trên đảo. Và sau loạt đạn đó, gần như toàn bộ lính Việt Nam trên đảo đều đã hy sinh. Sau đó, tàu Trung Quốc quay lại để bắn cả tàu HQ-505 bên đảo Kolin và HQ-605 bên đảo Landau. Sau đợt pháo kích, thì Hải quân Trung Quốc lại cho xuồng đổ bộ xông về phía tàu HQ-604. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, chỉ huy quân còn lại trên tàu, sử dụng các loại súng AK-47, RPD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt, khiến nhiều lính Trung Quốc thương vong, buộc đối phương phải bỏ xuồng nhảy xuống biển bơi về tàu. Hải quân Việt Nam vừa chiến đấu, vừa tổ chức băng bó, cứu chữa thương binh và hỗ trợ các chiến sĩ bảo vệ cờ. Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho tới khi tàu HQ-604 của Việt Nam bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Lữ đoàn phó 146 Trần Đức Thông, thuyền trưởng đại úy Vũ Phi Trừ cùng một số thủy thủ đã hy sinh cùng tàu HQ-604 ở khu vực đá Gạc Ma. Khi trời sáng rõ, thì quân Trung Quốc mới rút khỏi đá Gạc Ma. Lúc này, trung sĩ Lê Hữu Thảo và một số người còn sống đã bơi ngược lại đảo để tìm xác đồng đội và cấp cứu chiến sĩ bị thương. Đầu giờ chiều, xuồng của HQ-505 đến hỗ trợ đưa mọi người về đảo Kolin. Tới trưa ngày 14 tháng 3, máy bay của Việt Nam bay trên bầu trời Gạc Ma, thế nhưng tàu Trung Quốc đã đi khỏi. Chiến sự ở Kolin. 18 giờ ngày 13 tháng 3, tàu đổ bộ HQ-505 thả neo ở mép đá Kolin. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ nhận định sáng mai có thể đụng độ, mọi người chuẩn bị tinh thần chiến đấu và tăng cường đi ca, quan sát mục tiêu trên biển. Các tổ đi ca tăng cường người tập trung quan sát phía Gạc Ma, bởi lúc chiều nhập nhoạng, nhìn qua ống nhòm đã thấy tàu HQ-604 thả xuồng đưa công binh vào bãi đá vào ban đêm, đuốc trên bãi sáng lập lòe. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ báo thức toàn tàu và cử 3 tổ chiến sĩ bơi vào đá Kolin để cắm cờ Việt Nam ở ba góc. Việc cắm cờ kéo dài hơn 1 tiếng do phải dùng xà beng để phá đá san hô làm lỗ cắm. Khi cắm cờ xong thì trời tảng sáng. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hai tàu khu trục của Trung Quốc từ phía đá Huiger chạy xuống, sát qua Kolin và tàu HQ-605. Khoảng gần 8 giờ sáng thì hai tàu khu trục của Trung Quốc liên tục nã pháo vào HQ-505. Quả đạn pháo đầu tiên bắn vào buồng thông tin trên đài lái, sau đó là hầm máy khiến hệ thống liên lạc bị cắt, khí khởi động nguồn tịt ngóm, máy bị hỏng phải thả trôi. Gặp gió mùa đông bắc thổi mạnh, tàu trôi ra xa khỏi đảo hơn 1 hải lý, tương đương với 1.852m. Pháo 85-100 ly trên tàu Trung Quốc vẫn không ngừng nã đạn, khiến cho HQ-505 bốc cháy. Thân tàu thủng, nước tràn vào các khoang, dầu chảy lênh láng trên mặt biển. Mọi người trên boong tàu vừa dập lửa vừa bắn trả. Thế nhưng vũ khí mạnh nhất của tàu lúc ấy chỉ là pháo 40 ly, không với tới được con tàu Trung Quốc. Lúc này HQ-505 đã nghiêng và có nguy cơ chìm. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ lập tức hội ý với ban chỉ huy tàu và quyết định phải sửa chữa bằng được máy để đưa tàu lên đảo và ủi bãi. Dù bị thương, thế nhưng máy trưởng Nguyễn Đại Thắng vẫn xông xáo chỉ đạo sửa máy. Lúc 8 giờ 18 phút, tàu HQ-505 trườn được 2/3 thân tàu lên đá và dừng hẳn. Con tàu dài gần 100m, rộng 28m, vừa yên vị trên bãi, thì cũng ở lúc mà tàu chiến Trung Quốc tiếp tục nã đạn. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ yêu cầu mọi người hủy tài liệu mật, sơ tán khỏi tàu nhằm hạn chế thương vong, đồng thời chuyển vũ khí lên đảo để chuẩn bị chiến đấu. Lúc 9 giờ, các tàu Trung Quốc tấn công đợt 2 vào HQ-505,
khiến hầm dầu cháy lớn, không thể dập được nữa. Cấp ủy tàu xác định có thể sẽ hy sinh tất cả, thế nhưng vẫn quyết tâm bám trụ tới cùng. Lúc 9 giờ 30 phút, tàu Trung Quốc mới kết thúc bắn. Nhìn qua ống nhòm sang gạc ma, thấy một xuồng chuyển tải đang nổi và bộ đội níu các vật nổi cứu nhau. Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ cho hạ xuồng cao su bên mạn phải tàu, cử một tiểu đội chạy sang gạc ma cấp cứu thương binh. 15 giờ chiều, xuồng đưa 45 thương binh về cặp tàu, có thi hải của thiếu úy Chuẩn Văn Phương, thương binh nặng Đậu Văn Tư, vân vân. 16 giờ, HQ-671 của Việt Nam treo cờ chữ thập lùi vào bãi nhận thương binh, liệt sĩ để đưa về đảo sinh tồn. Để lại 9 cán bộ và chiến sĩ bám trụ ở Cô Linh do thuyền trưởng Vũ Huy Lễ chỉ huy. Nhờ việc ủi bãi, thế nên tàu HQ-505 không bị chìm. Chiến sĩ của tàu HQ-505 đã hoàn thành nhiệm vụ giữ vững chủ quyền ở đảo Cô Linh. Sau trận đánh, thuyền trưởng Vũ Huy Lễ vì thành tích trong chiến đấu ở đảo Cô Linh được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 1 năm 1989. Về tàu HQ-505, Hải quân Việt Nam sau này đã cố gắng cứu tàu để đưa về quân cảng Cam Ranh sửa chữa, nhưng không thành, tàu được thả cho chìm ở ngay gần đá Cô Linh. Chiến sự ở Lendau. Tàu vận tải HQ-605 hành quân tới đá Lendau vào khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 3. Ngay khi vừa thả neo định vị tàu, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh cho một tổ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cắm cờ chủ quyền trên đảo chìm này. Tổ gồm có Trung úy Phan Hữu Doan, thuyền phó làm tổ trưởng và các chiến sĩ Trần Quang Ngọc, Vũ Văn Nga, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Văn Thưởng. Thuyền được thả xuống, tổ cắm cờ theo xuồng để lên đá Lendau. Tại đây cả tổ đã nhổ và vứt luôn cờ của Trung Quốc cắm phi pháp ở trước đó và thay thế bằng cờ của Việt Nam. Cắm hai lá cờ tổ quốc trên hai đầu bãi để khẳng định chủ quyền. Khoảng 20 phút sau khi tổ chiến đấu của HQ-605 cắm cờ chủ quyền trên bãi, tàu hộ vệ tên lửa 502 của Trung Quốc áp sát với khoảng cách 500-700m, chĩa pháo sang uy hiếp. Chiến hạm Trung Quốc phát loa đe dọa buộc tàu Việt Nam phải rời khỏi vùng biển. Tàu HQ-605 cũng phát loa đáp lại. Đây là chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc rút lui ngay. Mới chỉ qua lại vài câu, lập tức tàu Trung Quốc đã chĩa thẳng tất cả dàn hỏa lực vào tàu Việt Nam. Trước sự đe dọa cực kỳ nguy hiểm, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn vẫn bình tĩnh và yêu cầu các chiến sĩ giữ vững vị trí. Sau khi đe dọa không thành công, chiến hạm của Trung Quốc lui dần ra xa khỏi tầm súng bộ binh của tàu HQ-605 và chuẩn bị tác chiến. Ngay khi đó, thì các tàu chiến của Trung Quốc sau khi bắn chìm tàu HQ-604 ở đá Gạc Ma lại kéo sang cùng tấn công tàu HQ-605. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn nhìn qua ống nhòm thấy tàu HQ-604 bốc cháy rồi chìm dần. Đến 7 giờ 50 phút, thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh chuẩn bị lao lên bãi Lendau vì biết là sẽ khó tránh chiến sự tiếp theo. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm quyết định đó, máy tàu lại trục trặc vì đây là con tàu rất cũ kỹ. Các sĩ quan và chiến sĩ phòng máy Uông Xuân Thọ, Trần Văn Sáu, Hoàng Văn Nam đã lao xuống và cố gắng sửa chữa tàu. HQ-605 là tàu nhỏ, trọng tải chỉ có 400 tấn, cao 13m, dài 49,5m, chuyên chở hàng hóa với quân số chỉ có 18 người, trang bị thô sơ gồm súng AK và B-40. Thấy tàu HQ-605 nổ máy, tàu hộ vệ tên lửa 556 của Trung Quốc điên cuồng bắn phá tàu Việt Nam. Loạt đạn đầu tiên nhắm vào đài lái, tức là phòng chỉ huy, khiến trung sĩ báo vụ Bùi Duy Hiển hy sinh ngay tại chỗ. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn bị bỏng ở mặt và mảnh đạn găm sâu ở chân. Bị thương nặng nhất là thuyền phó Phan Hữu Doan, do ở gần vị trí pháo nổ làm cháy bỏng toàn thân và cả mảnh đạn găm sâu vào mặt. Thế nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững vị trí chiến đấu. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn ra lệnh chặt neo ủi tàu lên bãi Lendau. Thế nhưng đạn pháo Trung Quốc đã nhắm trúng khoang máy, khiến máy trưởng Uông Xuân Thọ và chiến sĩ cơ điện Trần Văn Sáu bị thương nặng, gãy chân. Đạn pháo phía Trung Quốc vẫn bắn như mưa theo kiểu cố sát. Tàu HQ-605 bị liệt máy, mất khả năng điều khiển, bốc cháy dữ dội. Thuyền trưởng Lê Lệnh Sơn hiểu rằng nếu trụ lại cùng con tàu thì tất cả sẽ hy sinh và chủ quyền đảo Lendau cũng khó giữ. Ông buộc phải ra lệnh mọi người rời tàu và bơi vào bãi Lendau. Suốt 4 tiếng đồng hồ trên biển,
chiếc xuồng của tổ bảo vệ cờ trên đá Lendau mới vớt được hết mọi người. Các chiến sĩ hải quân Việt Nam dìu nhau lênh đênh trên bè và quyết tâm trụ lại với Lendau, thề rằng nếu hy sinh thì sẽ lấy xương máu của mình để làm bằng chứng chủ quyền cho Tổ quốc. Thuyền phó Phan Hữu Doan trụ được trên biển với đồng đội vài giờ thì hy sinh vì vết thương quá nặng. 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, Hải quân Trung Quốc bắn mãnh liệt vào tàu HQ-605 của Hải quân Việt Nam. Tàu HQ-605 bị bốc cháy và chìm lúc 6 giờ ngày 15 tháng 3. Thủy thủ đoàn của tàu bơi về đảo sinh tồn. Và đây cũng là những diễn biến cuối cùng trong phần 4 của video. Đã có những sự hy sinh tới từ Hải quân Việt Nam. Các anh đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể, thậm chí là cả máu của mình, để có thể giữ trọn lại một phần của Tổ quốc thiêng liêng. Trái tim của các anh vẫn còn đập trong lòng của dân tộc tới muôn đời. Sự hy sinh của các anh chưa bao giờ bị lãng quên. Trong phần 5 cũng sẽ là phần cuối của series này, các bạn sẽ cùng tới với chiến dịch phản công và giành lại đảo Lendau của quân đội Việt Nam, cũng như những diễn biến cuối cùng trong sự kiện Hải chiến Trường Sa 1988. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!